Bây giờ thầy hướng dẫn em cái cách là nhập xuất mã một chiều. Nhập xuất mã một chiều ở đây là dạng bài tập cơ bản nhưng mà mình sử dụng hàm lập trình hàm nha. Thì đầu tiên á, là mình viết lập trình cơ bản trước. Thì đầu tiên là mình sẽ làm viết thủ tục và username bài std. Ở đây á, là in main á, thì phải có return về không nha. Nhớ in main là phải có return về không nha. Return về không. Rồi chúng ta tạm thời là chúng ta khai báo một cái mảng là in a. Ví dụ là mảng này có 100 phần tử và chúng ta khai báo là n, số phần tử y luôn chỗ này luôn đi, n được rồi. Rồi ở đây chúng ta là cout nhập số phần tử. Chúng ta phải cin số phần tử. Ở đây chúng ta nhập từng phần tử là for in y bằng 0 y nhỏ n phải y cộng cộng. Ở đây là chúng ta nhập từng phần tử nha, cout. Chúng ta nhập từng phần tử nha, chúng ta mở vào tổng lập. Ở đây là chúng ta cout a y. Rồi chúng ta in ra ha. Bằng. Rồi phải cin a. Sau khi chúng ta nhập rồi chúng ta in ra nha, chúng ta là for in y bằng 0 phải y nhỏ n phải y cộng cộng. Thì ở đây á, chúng ta sẽ cout nha, ai là chúng ta hiển thị ra từng phần tử cho nó khỏi còn trống đi. Thì ở đây thầy chạy thử nha, compile lên trên này. Thì khi mà chạy ví dụ thầy nhập 5 phần tử này, nhập 5 phần tử này, thì khi mà nhập 5 phần tử như thế này nó in ra chúng ta là 67246. Ở đây là thầy đang viết cái kỹ thuật là đang viết là nhập bình thường. Thì bây giờ thầy muốn lập trình hàm á, thì ở đây á, thầy khai báo là một cái void, cái void hàm nhập hàm nhập mảng. Cái nhập mảng này chúng ta truyền tham số là một cái mảng và chúng ta truyền một cái gì đó giá trị là in n là số phần tử. Ở đây nhập mảng này các bạn, nhập mảng này này là nó không có giá trị trở về. Chúng ta void xuất mảng, xuất mảng này, xuất mảng thì xuất mảng có in in này ha, in đó một cái mảng và một cái in n. Rồi ở đây á, chúng ta sẽ định nghĩa cái hàm nhập mảng sau. Chúng ta tạm thời là chúng ta cắt chỗ này đấy ha, cắt chỗ này đi, cắt ít dục xuống đây, từ từ tính tiếp, từ từ quan tâm ở dưới này nha. Đầu tiên á, chúng ta sẽ ghi mà vô lệnh chính á, là chúng ta phải là sao con cái gọt hàng nhập mảng ra, con này nhập mảng nè, nhập mảng này a phải n. Thì ở đây á các bạn coi nha, nhập mảng a phải n nha, phải sau đó chúng ta xuất mảng a phải n luôn. Rồi bây giờ thầy phân tích cho các bạn cái mảng á, ở đây là khi mà chúng ta lúc đầu á lẽ n chưa có ha, lúc này lúc đầu đây à, lúc đầu n chưa có giá trị, được chưa? Khi mà chúng ta gọi cái hàm nhập mảng này nè, thì hàm nhập mảng này chúng ta định nghĩa cái hàm nhập mảng như sau. Đây chúng ta định nghĩa hàm nhập mảng nha, void nhập mảng mở ngoặc đơn ra. Thì khi mà chúng ta định nghĩa cái hàm nhập mảng này các bạn, chúng ta định nghĩa hàm nhập mảng này ha, thì chúng ta nhập số phần tử, chúng ta nhập ra. Thì khi mà chúng ta nhập mảng như thế này á, thì á, chúng ta sẽ nhập vào n, chúng ta sẽ nhập vào n và chúng ta phải nhập từng giá trị của từng phần tử của mảng. Ở đây á, khi mà chúng ta nhập vào n mà ở đây là lúc đầu chưa có, thì chúng ta nhập mảng vô cái nhập mảng là chắc chắn cái n sẽ có giá trị. Nhưng mà khi mà chúng ta truyền cái giá trị vào á, thì khi mà kết thúc hàm nhập mảng này nè, n nó sẽ quay lại lúc ban đầu, được chưa? Nên là chỗ này là chúng ta đang truyền theo kiểu là thăm thăm trăm trị, thì n nó sẽ không thay đổi. Khi mà kết thúc hàm nhập mảng thì n nó sẽ trả về như lúc ban đầu. Nhớ rằng khi mà kết thúc hàm nhập mảng này, n nó sẽ trả lại lại giá trị là n ban đầu. Thì ở đây chúng ta sẽ truyền cái n là theo kiểu dạng là tham biến ha. Thì ở đây trong lập trình C cộng cộng là tham biến, là muốn truyền theo kiểu tham biến là do và. Thì ở đây khi mà chúng ta nhập mảng thì chúng ta nhập n. Khi mà ở đây n nhập chúng ta, ví dụ n chúng ta nhập bằng 6 thì kết thúc cái hàm nhập mảng này ra, thì n nó sẽ lấy giá trị của cái nhập mảng này là giá trị 6. Có nghĩa là chỗ này chúng ta sẽ sử dụng là tham biến là gì? Ở đây là chúng ta sẽ có là hai cái tên, hai cái tên cùng trỏ vào cái gì đó, cùng trỏ vào một địa chỉ. Ví dụ ở đây là địa chỉ này, ở đây là địa chỉ là nó là H9.
Nhưng mà chỗ này á, thầy muốn đặt cái tên địa chỉ thầy ở đây là ví dụ là địa chỉ H9 đúng không? Hoặc là thầy có thể đặt cái tên là chỗ này là Phục Lên Em New. ABC đi à, New ha. A đi. Thầy đặt tên A đi. Ở đây á, thầy đặt tên A nha. Ở đây là insert này, thầy cũng đặt cái này là tên B luôn. Có nghĩa là ở đây chỗ này là thầy new một cái này ha, thầy đặt cái tên tên B luôn. Có nghĩa là chỗ này nè các bạn, là mình có hai cái tên nhưng mà cùng tỏ tới về là một địa điểm. Ví dụ nè, bằng A. À, thì nó cũng bằng 0. Ở đây thầy nhập bằng 6 nha. Ở đây bằng A này, tên A của mình nó là 6. Ở đây tên bằng B này, nó cũng là 6. Nhưng mà khi mà giá trị thay đổi này thì A và B cũng thay đổi này, nó là cùng sử dụng cùng tên đó. À, hai A B á, nhưng mà nó sao ta? Nó sử dụng cùng chung một địa chỉ á. Thì ở đây chỗ này chúng ta sẽ sử dụng thăm biến á, là chúng ta không có truyền giá trị mà chúng ta truyền cái địa chỉ. À, chúng ta truyền cái địa chỉ vào nha. Chúng ta truyền địa chỉ vào. Thì khi mà địa chỉ vào thì N này nó sẽ thay đổi. Thì tại vị trí lưu của N, tại tại địa chỉ lưu của N nó sẽ thay đổi. Thì lưu tại N thay đổi thì chỗ này nó thay đổi. À, hai thằng cùng tỏ vào một địa chỉ đó, các bạn. Rồi khi mà ở cái mảng này thằng thằng mảng này này nó là đã là mặc mình nói là đã là tham biến rồi nên chúng ta không còn khai báo tham biến nữa. Như vậy là khi mà chúng ta chạy thì nó sẽ nhập cái mảng này N. À, nhập mảng A. Và tương tự như xuất mảng A. Thì khi mà xuất mảng A chúng ta không cái N này này nó đã có sẵn rồi, nó không thay đổi nữa. Nên là khi mà nó xuất thì N này nó sẽ không thay đổi. À, thì chúng ta chỉ truyền thăm chị là được rồi. Được chưa? Còn bạn nào sợ thì có thể truyền thăm biến cũng được. Nhưng mà ở đây thầy muốn cho bạn chắc á, thầy cái chỗ này này, muốn hiểu rõ luôn á. Khi mà xuất mảng là giá trị A đã có, N luôn luôn có. À, vì nó là thăm biến mà. Thăm biến là anh khi mà chúng ta nhập vào thì cái chỗ này thay đổi là cái này nó đã lấy giá trị của lúc nhập rồi. Nên là cái này không cần thay đổi giá trị. Chúng ta chỉ cần là truyền theo kiểu thăm trị là được rồi. Thì bây giờ thầy định nghĩa cái hàm gì ta? Thầy định nghĩa cái hàm vô xuất mảng à. Vô xuất mảng. Ở đây vô nhập mảng thầy phải cho nó thăm biến mới đúng nha. Rồi vô xuất mảng ha. Ở đây là nhập xong chúng ta sẽ xuất đúng không? Xuất thì không có giá trị nào thay đổi cả, chúng ta không cần phải truyền thăm trị thăm biến làm gì, chúng ta chỉ đỡ thăm trị là được rồi đó. Thì chỗ này này chúng ta định nghĩa hàm như thế này này đó, thì nói ra cho chúng ta. À, thì chúng ta chạy thử nha. Ở đây là đầu tiên là chúng ta sử dụng là in main, chúng ta sẽ khai báo một cái a một cái n. À, chúng ta chỉ nhập mảng và xuất mảng, được chưa? Nhập mảng xuất mảng này rồi. Ở đây chúng ta void, chúng ta khai báo định nghĩa một cái hàm nhập mảng. À, chúng ta định nghĩa hàm xuất mảng. À, định nghĩa hàm xuất mảng đó ra, đây là hàm xuất mảng này. Thì ở đây sau khi mình làm xong thì chạy thử nha, thầy chạy thử nha. SQL run. Chỗ này bị sai chỗ nào? Ở đây á, là vô nhập mảng đúng không? Sin. Ở đây là in y, CNA. Ở đây á, thiếu cái A. À, in A mới đúng, à, thiếu cái A. Các bạn, thầy xin lỗi các bạn nha, chỗ này thiếu cái A. Tên tên mảng mới đúng ha, tên mảng, thiếu cái tên mảng. Còn bên trên. Rồi, ở đây chỗ nào sai nữa? Error một à, cái này sai chỗ nào ta chạy lại cái nha. Top Q. Comment lên trên thôi. Error exit. À, cái này nó khoan, chỗ này của nó bị đang chạy chỗ nào không ta? À, khoan, ở nhập mảng xuất mảng nha, in nhập mảng này ha, coi thử coi nhập mảng. In A. In nhập mảng này, xuất mảng in N. In A nhập mảng này, xuất mảng đó ta. Xuất mảng in A in N. Ở đây cần trên A nha, cần trên C đi. Không biết cái này nên lỗi gì. Mở chạy lại nha, Depsy. Depsy công cộng. File, new. Chuột file, cần trên V. Chạy lại nha. Skill, cầm lên, run. A, B, C đi. A, B, C. Yes. Ồ, ID, một cái lỗi, cái này lỗi gì đây ta? In main gì tên giờ không vô nhập mảng in n. Ở đây là xuất mảng à, xuất tay rồi đó, coi xuất mảng bị sai chỗ này nha. Vô xuất mảng một cái in a in n luôn, đã đúng rồi đó. À, vô xuất mảng in, à xin lỗi, vô xuất mảng nha. Ở đây xuất mảng tên bị sai nha, tên bị sai, cái này là xuất mảng chứ không phải là nhập mảng nha. Chỗ này xuất mảng. À, cái tên bị sai các bạn, tên bị sai, comment lên trên đi. Rồi ok này. Ví dụ như chỗ này này, hồi nãy thầy sai chỗ này nha. Ở đây là cái
cái tên của nó xuất mã chứ không phải là nhập mã xuất nha các bạn. Ở đây là thầy chạy lại nha, thì ở đây thầy nhập n là 6 này, thì khi mà nhập n 6 á, trong nhập mã này này thì chúng ta truyền thăm biến, thì sau khi kết thúc hàm main nó là 6 nha, 5 6 này 1 2 này đó, thì khi mà chúng ta chạy á, thì nó sẽ khi mà chúng ta truyền vào n 6 trong trong nhập mã thì chúng ta truyền thăm biến á, thì giá trị n nó sẽ lấy cái vị trí mà chúng ta truyền cho đó thì nó sẽ ra cho mình là 6. Thì ở đây á, là 6 thì ung ra ở chỗ này các bạn nói thầy ơi cái n này á, ở đây cái biến này và biến này nó không liên quan gì hết nha. Thầy ví dụ thầy không không có biến n, thầy cho là biến là gì đó m đi đó, bên m thì chỉ cần nhập m thôi, truyền vào thăm biến m thôi. À, thì ở chỗ này n kệ nó không quan tâm, hai thằng nó là tên riêng mà, nhưng mà nó cùng truyền, nó cùng trỏ vào một địa chỉ, cái 6 này 5 4 này đó 7 1 2 này 3 này. Như vậy là thầy vừa hỗ trợ cho các bạn là gì đó, nhập xuất mãn ở dạng là gì đó, ở dạng là lập trình hàm. Thì các bạn có thể là coi và làm theo nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.